Hơn 80 năm trước, nhà nghiên cứu dinh dưỡng người Mỹ Karen Ball, người sáng lập Nutrilite, nhận ra chế độ ăn đa dạng rau củ quả giúp bạn khỏe mạnh hơn. Chìa khóa nằm ở dưỡng chất thực vật, một khám phá khoa học gây tiếng vang của Carr và Nutrilite. Hơn 80 năm qua, Nutrilite và dưỡng chất thực vật là bạn đường sức khỏe của mọi nhà. Nutrilite, nhãn hiệu vitamin và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng bán chạy số 1 thế giới. Nutrilite. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.